đi đến một cái quán ăn nó có đầy đủ hết các thứ đấy này. Đấy, quán ăn bên Trung Quốc đây đầy đủ gia vị. Kia là cái bánh chảo này đó, vợ chồng này hai cái bà vợ này. Bác sĩ Khoa đang chọn món kia kìa. Đấy, đấy, có bà chủ đây này. Đây là thịt bò là theo kiểu này này. Cả thịt bò này. Đấy, cái chậu này. Ok, còn đây là tôi này. Tôi đang đến vào quán ăn đây này. Đấy, và đang chuẩn bị đi ăn này.